hay quan trọng như vậy thì biết dành cho ai được? Phải dành cho một người thật là xinh đẹp nè, vừa dễ thương như con. Con tắm gì mà dữ như bà Trần, đóng vai gì ghẻ thì hợp hơn á. Anh lo ăn đi. Con nhỏ này, nãy giờ mày để ý rồi nha. Ăn không lo ăn, lo hửi hửi hoài vậy. Từ bây giờ tới ngày biểu diễn, con phải ăn rau để thấy được eo, để mặc bộ đồ này cho nó đẹp. Giống như chuyên nghiệp quá ha. Thì thôi đừng ăn cơm. Thôi, không có chọc em nữa. Em nó nhiều khi nó còn tốt hơn con mới gấp mấy trăm lần á. Đâu phải là dễ dàng người ta chọn mặt gửi vàng đo ni đóng dài người ta mới giao nó cái dài cám. Tắm tắm, cô tắm, cô tắm. Anh nghe chưa, nghe chưa, nghe chưa. Ba. Hả? Tôi biết con tắm anh, tắm tâm đó ba. Con đóng vai gì không? Vai gì con? Đóng vai con cám. Con đóng vai chính, còn nó đóng một cái vai nha, vừa xấu nè vừa ác nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ê, tự nhiên thấy đói bụng quá, hay là tụi mình gọi pizza đi ha. Ừ, cũng được á. Sẵn tiện tụi mình gọi thêm khoai tây và mì nữa. Ok. Không được. Dừng lại. Ơ, trả điện thoại lại cho em. Em không có được gọi đâu. Thời kỳ thắt lưng buộc bụng cho nên chỉ được ăn cơm nhà thôi. Gì kỳ vậy? Không cho ăn sườn rồi bây giờ không biết cho gọi pizza nữa. Cơm nhà thấy mà gây cho heo, heo nó còn chê á. Nhưng mà đó là lệnh của ông mà, cho nên em không có được gọi pizza đâu. Nè, mấy đứa ăn đỡ cái này đi, chị mới chiên ngon lắm á. Nếu như em không thích ăn thì sao? Nè, ăn thử đi, ngon lắm á. Đi làm cái gì vậy? Chị nói thiệt đó. Sao? Chị kỳ cục quá à, đồ dạy heo nó mới ăn. Ê, cái đồ đáng ghét. Bộ mày thích ăn mấy món tầm thường đó lắm hả? Ừ, ngon lắm. Ngon 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 cái gì? Để tôi gọi pizza về, có cái nào ngon hơn là biết liền ha. Ê, nè nè nè, nè cái này ngon lắm. Không có ơ, không có ăn ngon hả? Sao? Ngon không? Ngon 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 gì? Tôi tao cái à. Nè, tại tao thấy mẹ ăn một mình buồn nên tao mới ăn chung cho vui thôi đó nha. Ờ, ở trong chảo còn đó, hết thì mấy đứa lấy thêm nha. Dạ. Mày đi đâu vậy? Vậy là ngon rồi nè. Mới ăn xong, giờ ăn nữa. Làm ăn kiểu này là chết người ta rồi. Lâm Chi ơi, cái này ngon lắm á, bạn ăn thử đi. Đi nè. Không ăn đâu. Ơi, ăn đi, ngon lắm. Đúng, ăn, ăn. Ừ, ngon thiệt. Kỳ quá à. Tao nói không ăn, mày đút người ta ăn hoài. Để chị đi lấy đũa cho. Thôi, khỏi chị. Ăn gì nó mới ngon. Cho mình ăn nhất. Mày biết nó ngon, mày ăn hết tao hoài. Làm ăn kiểu này chết người ta. Nè, con ăn cái gì vậy? Bánh mì xào. Tối rồi đó, ăn nhiều không có tốt cho sức khỏe đâu. Dạ. Tâm ý ra đây với cô. Dạ. Vì phía sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới. Ngày tháng trôi đi nhanh, muộn phiền ta sẽ rồi vơi.